Hello anh em, mình là Tú đây. Thì hôm nay mình đang chạy thử con Ford Falcon máy sáu thẳng hàng và có turbo. Thì con này là bên này gọi là XR6, là XR dưới số 6 á, XR6. Con này còn một phiên bản lớn hơn nữa là XR8, thì viết tắt cho chữ Accelerator. Thì con kia là máy VA, thì tùy bản là có thể là có supercharge hoặc là có twin turbo. Thì hôm nay cái công việc của mình chỉ là đo đạt cái wheel alignment, thì coi tại vì nó mới lên lớp xe, thì nó lên từ 16 tới lên tới 20 inch cái bánh xe á, thì bỏ mỏng nữa, cho nên phải làm cái wheel alignment để cho nó coi. Với lại khách muốn là cái camber, tức là cái độ nghiêng bánh xe á, thì tầm khoảng 1 độ, thì cái factory á là tầm hình như nãy mình coi là 1.10 mấy. Thì cái đó là factory á, thì trên đây nó chưa có gắn cái nút camber nên không làm được, không chỉnh được camber. Yeah, chủ yếu là vậy thôi, nhưng mà con này chạy bá đạo thì đây là một con trong những con xe mà mình sẽ mua trong tương lai. Thì con này là cái thứ nhất nè, và con thứ hai là con Land Cruiser. Thì mấy con Ford này á là để chạy kiểu như fun á, chạy cho vui á. Vậy con này chạy rất là vui. Đó.